Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang các mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tháng 2 của Hội Cựu Sinh viên Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và Hậu vệ Võ Bị Đà Lạt, vùng Hoa Thịnh Đốn thực hiện. Thủy Tiên kính chào quý khán giả cùng đại gia đình trường võ bị quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, cựu sinh viên sĩ quan Huỳnh Văn Tốt khóa 26, hội trưởng vừa qua đời, tập thể võ bị mất một chiến sĩ can trường trên trận địa, bất khuất trong ngục tù cộng sản, đầy tình tự võ bị trong cuộc sống hàng ngày. Xin kính cẩn chia buồn cùng tan quyến và đại gia đình võ bị. Mời Bích Phượng đọc tin tức sinh hoạt võ bị. Bích Phượng, kính chào quý khán giả. Ở vừa đảm nhận trách nhiệm hội trưởng, thì vết thương của chiến trường trước năm 1975 tái phát. Cụ sinh viên sĩ quan Huỳnh Văn Tố khóa 26, phải nhập viện để điều trị. Ngày 31 tháng Giêng, ông đã qua đời. Trưa ngày 8 tháng 2 năm 2020, hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam và đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Hoa Thành Đốn, tổ chức lễ phủ cờ cho ông trước sự hiện diện của cựu sinh viên sĩ quan lại đình đáng đại diện cho cựu sinh viên sĩ quan nguyễn văn thiệt tổng hội trưởng bà kim lai đại diện của đoàn phụ nữ làm viên cô đỗ anh tú đại diện của tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu ông chủ tịch cộng đồng chủ tịch liên hội của chiến sĩ việt nam cộng hòa đầy đủ các chiến hữu của ba quân chủng hải lục và không quân cùng rất đông đại diện các hội đồng hương hội cao niên cùng ba đài truyền hình đã thực hiện phóng sự. Thông báo, Ban tổ chức Đại hội 22 vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2020 sẽ gửi 2.300 thư mời đến tất cả quý niên trưởng, cựu sinh viên sĩ quan và các quả phụ. Nếu đổi địa chỉ, xin thông báo về ban tổ chức qua diễn đàn Võ Bị Việt Nam. Đại hội của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập, Tổng đoàn Thành thiên niên Đa hiệu cùng tổ chức đại hội vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2020. Trân trọng kính mời quý ông bà, cha mẹ, cô chú cùng quý đoàn viên Thành thiên niên Đa hiệu tham dự đêm tri ân Đại gia đình Võ Bị của Tổng đoàn vào tối ngày 27 tháng 6 năm 2020. tiếp theo là một dưới ngọn cờ vàng. Cố chủ tướng Trần Văn Hai, xuất thân khóa 7 trường võ bị Liên Quân Đà Lạt, tiền thân của trường võ bị Quốc gia Việt Nam, một tướng lãnh có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Ông đã tuấn tước khi đất nước rơi vào bàn tay đẫm máu của bọn Cộng sản. Mời cựu sinh viên sĩ quan võ nhẫn. Kính chào quý vị trưởng trường quân hai đã có công xây dựng và sau đó là chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện biệt động quân ở Dục Mỹ. Năm 1965, với nhiệm vụ của thần trưởng kiêm tiểu khu trưởng Phú Yên, ông luôn luôn nêu cao các đức tính, cần kiềm liêm chính, chỉ công vô tư để phục vụ tổ quốc. Từ dạ tận đường, ông đã để lại cho nhân viên cùng các sĩ quan bên sĩ một gia tài vô giá. Họ kính phục sự liêm chính, ngay thẳng và sự tận tụy phục vụ dân tộc đất nước của ông khi giữ chức vụ chỉ huy trưởng biệt động quân thì binh chủng này một ngày một lớn mạnh ở đâu có khó khăn nguy hiểm thì ông đến tháng 5 năm 1968 giữ chức vụ tổng giám đốc cảnh sát quốc gia ông điều hợp chiến dịch phượng hoàng khiến các cơ sở hạ tầng của cộng sản bị tê liệt ông rất phân minh cẩn rắn khi những thuộc cấp vi phạm luật pháp ông đã từng phát biểu chúng mình như người vác chiếc thang già đi trong một căn nhà hẹp bốn bề đều lộn chạm hơn thế nữa, không ai muốn làm những điều mà tôi cảm thấy cần phải làm. Tháng 7 năm 1970, 70, ông được vinh thăng trụng tướng. Mùa hè độ lượng năm 1972, ông giữ chức tư lệnh phó hành quân của quân đoàn 2, quân khu 2. Ông chỉ huy cuộc hành quân giải tỏa quốc lộ 14. Trước hết, ông dùng cả trực thăng lực đường bộ để quan sát chiến trường và tham khảo ý kiến với các đơn vị liên hệ ngày 15 tháng 6 năm 1972, Bộ chỉ huy biệt động quân điều động tiểu đoàn 62 biệt động quân đến một làng gần căn cứ hỏa lực Bồn Mốc, nhưng hai đơn vị không liên hệ lạc với nhau bằng đường bộ được vì cùng quân đã chiếm cùng núi Chư Pao trên quốc lộ 14 nằm giữa hai đơn vị. Hôm sau, ông thăm các đơn vị bằng đường bộ, gặp đại ủy Lê Thanh Phong, khổ 20, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 62 biệt động quân. Ông ngỏ ý muốn đến thăm căn cứ hỏa lực vùng 1 bằng đường bộ. Đại ủy Phong cho biết, muốn đến đó bằng đường bộ thì không dùng quân xa được mà phải đi bộ băng rừng. Rời phòng tuyến của tiểu đoàn, tướng hai được Đại ủy Phong cùng đoàn quân hộ tống băng rừng đến thăm căn cứ hỏa lực vùng Sau cuộc thăm viếng băng rừng trở về điểm đóng quân của tiểu đoàn, ông nhắc lại, Tôi muốn dùng xe để thăm căn cứ hội lực bùng 1 và một ngày sớm nhất Đại ủy Phong liền thông báo cho binh sĩ biết ý muốn của thứ hai. Đây là một đoạn đường đầy máu lửa, bao nhiêu lựa đạn, kể cả sinh mạng của người lính đã ngã xuống trên đoạn đường này. Tiểu đoàn liền tổ chức một cuộc hành quân tái chiếm núi Chư bao, tái lập sự giáo thông tới quốc lộ 14. Đại ủy Phong và đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ theo ước muốn của thứ hai. Cuối năm 1974, ông được chỉ định giữ chức vụ tư lực lệnh sư đoàn bộ binh ở căn cứ Đồng Tâm, tháng 4 năm 1975. Trước khi từ nhiệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cho trực thăng xuống, đón tướng hai và gia đình về Sài Gòn. Ông đã từ chối và xin được ở lại với đơn vị. Trước 30 tháng 4 năm 1975, ông đã tập hợp quân nhân cả cấp của Bộ Tư lệnh tại Câu lạc Bộ Sư đoàn để ngỏ lời cảm ơn, chào từ dạ và đề nghị mọi người về nhà thu xếp gia đình trong một hoàn cảnh mới tuyệt đối tránh đụng đồ với địch quân độ máu vô ích đến 15 giờ trung ủy hoa lên văn phòng tướng hai ngồi trầm ngâm như một pho tượng thái độ yêu đời nhiệt tình của tướng quân không còn nữa bảo hiệu điều chặn lành của tướng quân suốt đời vì nước vì dân ông ra dấu cho tướng, cho trung ủy hoa ngồi xuống ghế rồi từ tổ nói anh cảm ơn em đỡ bên anh trong giờ phút này vườn nước đã đến hồi như vậy chúng ta không thể làm gì được khác hơn là quân nhân, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành lệnh của thượng cấp. Ông mở ngăn kéo, lôi ra một gói đồ bọc bằng giấy báo rồi đưa cho Trung ủy Hoa và nhờ. Đây là gói quà của anh gửi cho bà xã và bảo bà, bà đừng lo gì cho anh cả. Sau này, Trung ủy Hoa được biết trong gói quà đó có 70 000 đồng, một tháng tiền lương và một số vật dụng cá nhân của ông. Chờ mãi đến 6 giờ chiều, Trung ủy Hoa tự ý chạy lên văn phòng. Đèn vẫn sáng như mọi ngày, nhưng không khí vô cùng lạnh lùng ảm đạm. Đại mạnh cửa phòng, không cảnh trước mắt đã làm cho trong ủy hoa hoảng hốt, đau đớn lẫn xót xa. Chúng tưởng vẫn ngồi trên bàn, nhân đầu thì đã gục xuống trên bàn, mê mang bất tỉnh, cành một ly rượu rượu lớn đã cạn. Trung ủy hoa liền rồi xe cửu thư đến, trợ tưởng quân về bệnh xá. Các bác sĩ đã tân tình cứu chữa, nhưng tưởng quân đã rút khói thợ cuối cùng. Thật đáng tự hào về sự hy sinh vô cùng cao quý của một tướng lãnh có đại đủ nhân nghị lệ trí tín trong cuộc công cuộc bảo quốc an dân chống lại hòa xâm lăng của bọn đệ tam cộng sản trân trọng kính mời đại gia đình võ bị và quý đoàn viên thanh thiếu niên đa hiệu cùng về tham dự đại hội võ bị 22 được tổ chức vào ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2020 tại Nam California xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ đến thủy tiên trân trọng kính chào